Trong những ngày qua, những chuyến xe san sẻ yêu thương từ các tỉnh thành trong nước lần lượt thay nhau chở hàng tấn nhu yếu phẩm như gạo, rau củ quả, cá biển hướng về thành phố Hồ Chí Minh để hỗ trợ người dân trong khu cách ly, khu phong tỏa. Mới đây, chuyến xe san sẻ yêu thương do Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ tổ chức đã vận động hơn 5 tấn rau củ quả, 2 tấn gạo cùng 5.000 quả trứng gà, trứng vịt. Số nhu yếu phẩm này được bà con miền Tây gom góp gửi lên cho bà con thành phố Hồ Chí Minh với hy vọng tất cả vượt qua được khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19. Thay mặt bà con thành phố, bà Nguyễn Trần Phượng Trân, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh gửi lời cảm ơn đến bà con thành phố Cần Thơ, bà con ở miền Tây và Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ đã hỗ trợ san sẻ cùng với thành phố Hồ Chí Minh. Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết, sau khi tiếp nhận sẽ phân bổ ngay đến các địa phương như quận Bình Tân, quận 8, quận 7 và quận 4 để đưa vào các bếp ăn, nấu những suất ăn cung cấp cho bà con trong khu cách ly, khu phong tỏa cho các lực lượng tuyến đầu chống dịch. Cùng ngày, chuyến xe chở hơn 3 tấn cá nục được người dân Quảng Bình gửi vào thành phố Hồ Chí Minh. Số cá này đã được sơ chế làm sạch, đóng gói, hút chân không, cấp đông. Toàn bộ số cá này được các tình nguyện viên vận chuyển đến Liên đoàn Lao động quận 12, Gò Vấp, Bình Thạnh, Hội Phụ nữ huyện Bình Chánh, Tủ lạnh yêu thương không đồng, nhóm thiện nguyện, bếp ăn từ thiện ở các quận trên địa bàn thành phố để cung cấp cho người dân nghèo trong khu phong tỏa, khu cách ly. Người dân Quảng Bình sau đợt lũ lụt vừa rồi thì cũng được rất là nhiều nơi trên cả nước được hướng về để ủng hộ. Thì hiện tại thì cũng lá lành đùm lá rách thôi. Sau đợt lũ lụt thì người dân cũng phục hồi dần. Tất cả huy động gọi là tất cả anh em trên Hà Nội, Sài Gòn và tất cả anh em trên cả nước để cùng chung tay với Quảng Bình để mua cá để ủng hộ vào thành phố Hồ Chí Minh. Thay mặt cho Liên đoàn Lao động quận 12 cùng với bà con nhân dân của quận 12 thì cảm ơn bà con nhân dân Quảng Bình và hội từ thiện Tiện Tâm đã hỗ trợ cá cho quận 12. Khi tiếp nhận cá này thì chúng tôi sẽ chuyển đến các cái bếp ăn để hỗ trợ cho các cái lực lượng giữ tại các chốt phong tỏa, các khu cách ly. Còn lại một phần cá thì chúng tôi sẽ chuyển cho các cái đối tượng người già neo đơn khó khăn, không có thu nhập. Một số các cái gia đình mà có con nhỏ mà bị ảnh hưởng trong các khu cách ly phong tỏa thì chúng tôi sẽ chuyển tới lực lượng này để hỗ trợ một phần khó khăn cho bà con nhân dân trên địa bàn.